Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Cửa hàng Luột Máy Cưa lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Và lô ngày hôm nay gồm có 9 con máy cưa xích, máy móc cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Đẹp 99% luôn, toàn là những con tuyển lựa hàng xuất sắc để gom vào để lên lô cho anh em, để cho anh em có sự lựa chọn anh em nhé. Đấy, và lô ngày hôm nay cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là lô chữ Y, từ Y1 này cho tới Y9. Tại sao mẹ em đánh dấu cái ký tự là cái chữ Y như thế? Để cho anh em này, cái chữ Y ở đây này. Đấy, toàn bộ đây có 9 con máy nhá. Em đều có ghi cái tờ giấy đây, để dán lên trên vật tay cầm. Y1, Y2, Y3, Y4. Tại sao mẹ em ghi cái chữ Y như thế? Để cho anh em đặt hàng cho nó dễ dàng nhá. Anh em nào mà ưng con nào ấy mà không biết tên con máy là tên gì thì gọi cho cả chúng em, thì đặt hàng thì nó cũng rất là khó đúng không? Nói cho cả anh em, chúng em cũng không hiểu là anh em muốn đặt con gì, thì em ghi cái chữ Y như thế để cho anh em nào đặt hàng ấy, thì anh chỉ cần gọi điện thoại cho cả chúng em qua đường dây số điện thoại 0354392929 là anh muốn chốt con Y1 chẳng hạn, hoặc là anh muốn chốt con Y2 chẳng hạn đấy, và tương tự những con về sau như thế, thì em sẽ biết là anh muốn đặt con này hoặc là đặt con này, đóng hàng gửi đi cho anh em. Và anh em chỉ cần để lại cho em thông tin, địa chỉ cũng như là số điện thoại. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước anh em nha, không cần cọc trước luôn. Đấy, anh em giao đến tận nhà cho anh em, hàng tới anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, test nổ rồi mới thanh toán. Còn nếu mà anh em nào ấy chưa sử dụng máy bao giờ nhá, hoặc là chưa biết vận hành cũng như là giật nổ cây máy, những con máy Nhật này, thì hàng tới ấy, anh em có thể liên hệ qua Zalo cho cửa hàng chúng em, là gọi video ở bên Zalo đấy ạ. Đấy, anh em cứ ghi cái số điện thoại đặt hàng là sẽ ra Zalo của cửa hàng chúng em. Và nếu mà anh em nào không có sử dụng Zalo thì có thể nhờ cái người giao hàng đến nhà cho anh em, là vui lòng kết nối Zalo đến cửa hàng chúng em, thì người ta sẽ hỗ trợ và người ta sẽ gọi video ở bên Zalo cho cả chúng em, để cho em hướng dẫn sử dụng cho anh em chi tiết cách giật nổ cũng như là sử dụng trực tiếp cây máy có trong tay của anh em nhá. Đấy, và em đã ghi giá toàn bộ giá đây rồi này. Đây là giá thành của cây máy nhá, đây là giá em đã bao gồm cho anh em đầy đủ phí vận chuyển rồi, và tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em là một típ mở Uzi, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đó, đây là bao ship đến tận nhà cho anh em nha. Đây toàn bộ đã ghi giá công khai hết rồi này. Anh em thoải mái tham khảo giá nhá, cảm thấy ok thì anh em đặt hàng. Và trong lô ngày hôm nay có các dòng như kiểu là Estin 021 này, Estin MS200 này, Estin 020 hệ đời đầu này, còn dòng 200 là hai hệ đời mới anh em nhá. Đó, Echo Curit chụp giật trợ lực 3201, Shindewa 380. Còn hệ nhỏ nhỏ để cho anh em sử dụng gia đình đây thì có con nòng đứng là Komatsu Genowatt G3400 này, có một con tay dài Makita chụp giật trợ lực, hàng này thì bán cực kỳ chạy luôn. Anh em rất là ưa chuộng về dòng này, dòng Makita đấy ạ. Rồi, và có một con Tananka hàng siêu đẹp đấy anh em. Y1 thì có một con máy cưa thanh lý. Rồi, con này là con thanh lý này, hàng cuối năm đang xả kho bán cho anh em, dọn kho cuối năm anh em nha, để qua năm về máy mới. Thì con này nó là thương hiệu Nakata, hàng này thì cả chúng em đang thanh lý chỉ 1,6 triệu thôi. Hàng đó là hàng máy mới anh em nhá. Đấy, còn toàn bộ từ con Y2 cho tới con Y9 là con máy bãi. Đấy, riêng một cái lô này là máy bãi này. Chỉ có riêng duy nhất là một con Y1 là máy mới, hàng của Việt Nam mình sản xuất anh em nhá. 1,6 triệu thôi, đang xả thanh lý cho anh em. Ở ngoài cửa hàng chúng em đang bán là 2,5 triệu. Hôm nay thì bán xả 1,6 triệu, bán bằng giá vốn nhập vào luôn. Đấy, có khi là lỗ luôn anh em nhá. Nếu mà tính cả tiền ship về nữa thì bán lỗ luôn. Đó, cửa hàng chúng em tại vì trong năm vừa rồi nhập về nhiều quá, thì cuối năm đang bán thanh lý đi để qua năm thì về mẫu mới cho nó máy móc được đẹp, cũng như là cho cái tiệm nó khang trang hơn đấy anh em. Đấy, con này lam của nó là 55cm, phần mặt cắt là 50 anh em nha. 50, con này thì xích sử dụng là xài xích 72, xích cỡ to mới này, bán trên thị trường cực kỳ nhiều anh em nha. Đấy, con này được tích hợp chủ giật trợ lực đầy đủ cho anh em, 1,6 triệu, bao ship với tận nhà cho anh em nha. Con này thì nhu cầu cho anh em nào mà với nhu cầu mà sử dụng ít, sử dụng gia đình ạ, lâu lâu cần một chiếc máy cưa xích công suất lớn, to, khỏe mà đi làm thuê, làm mướn gọi như là lâu lâu mới bỏ ra xài đấy ạ, thì xài con này rất là hợp lý nha. Con này thì cắt được tất cả các loại gỗ của nhà anh em luôn, cắt bổ xẻ thoải mái luôn nhá, bởi vì công suất của nó lên đến 52cc, hay thường gọi là 52 phân khối đấy ạ. Anh em cứ so với phân khối trong dòng xe máy đấy ạ. Xe máy 50 phân khối thì con này thì nó là 52 phân khối anh em nha. Đấy, có
chụp giật trợ lực đầy đủ này. Lam của nó là 55cm nha. Có thể con này có thể kéo được lên tới 56, 57 vô tư luôn anh em. Đấy, hai ốc chân lam vẫn trực tiếp một khóa 13 này. Đang xả cho anh em cuối năm để em về qua năm về lô mới. Rồi, giật test nổ nha. Đây là lần đầu tiên đổ xăng vào để giật test nổ cho anh em nha. Hàng này là hàng bay mới 100% trong thùng đập ra. Xin lỗi anh em thì đang quay video mà lại có khách ngoài một tí xíu. Rồi, quay lại chủ đối chính. Con Y1 vừa nãy thì em đã giới thiệu rồi nha. Qua con Y2. Y2 đây, từ con Y2 trở đi là con máy cưa Nhật bãi anh em nha. Đấy, con Y2 là một con máy cưa Tanaka 33cc nha, lòng 38mm. Con này đẹp vip xuất sắc luôn anh em. Anh em nhìn này, phần cây lam chưa hề có chóc sơn gì nha. Đó, xích là xích chung 91, xích chung với sản phẩm của máy cưa điện, mua bán cực kỳ nhiều và dễ dàng. Con này đặc biệt có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này, đây là cái ốc tăng xích nha. Đấy, con này còn núm cũng xăng phụ đầy đủ này. Tình trạng máy. Úi xổ, anh em đánh giá con này là bao nhiêu phần trăm đấy anh em? Quá đẹp cho anh cho con này luôn anh em nhá. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là 35 này anh em. Đấy, con về phù hợp cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Ai, nhìn phần bô này. Bô chưa hề có vết han gì anh em nhá. Trắng bóc luôn này anh em nhìn phần bô bên trong không? Đấy. Hàng này quá ok luôn anh em nhá. Xài con này thì hết chê rồi. 1.950.000 bao ship với tận nhà cho anh em nhá. Con này thì những cái con máy đẹp ở những cái chỗ cửa hàng khác ấy, thì bán giá cực kỳ cao nhá. Nhưng mà cửa hàng chúng em thì máy đẹp bán bằng giá máy xấu luôn. Đấy, nên là anh em đặt hàng của cửa hàng chúng em thì hoàn toàn yên tâm nhá. Đây, dây giật này cho anh em nhìn sợi dây giật này. Đấy, còn trắng phau luôn anh em nhá. Anh em nhìn quá ok đúng không anh cưa tay dài cho anh em về sử dụng gia đình anh em nha. Cắt củi, nói chung là cắt củi nấu rượu hoặc là anh em cầm đi làm vườn làm rẫy đấy ạ. Hoặc là bây giờ đang cuối năm này anh em mà có nhu cầu về cách cành đào, cách cành mai đủ linh tinh nhá thì anh em có thể lấy con này về sử dụng rất là ok nhá. Cân nặng chỉ tầm khoảng 4 kg rưỡi cả lam xích thôi. Cực kỳ nhẹ nha anh em nha. Cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Thay vì anh em lựa chọn những con máy mà máy cưa điện thì anh em sử dụng cái máy cưa này thì nó công suất nó khỏe hơn cho anh em. Anh em về sử dụng thì có thể ngon hơn rất là nhiều anh em nhá. Mà dòng của Nhật nữa thì anh em vừa xài vừa vất cho cả hàng chúng em, cũng bền gấp mấy lần cái con máy cưa điện. Rồi, mà qua con Y3 là một con máy cưa Makita. Dòng này là dòng thương hiệu đời mới, đến từ nhà Makita, phụ tùng thay thế rất là nhiều anh em nhá. Bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Đó. Rồi, làm xích này anh em nhìn không. Ôi, xích thì em đã thay cho anh em sợi xích mới vào cái đây rồi. Còn lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là 35 nha. Con này thì công suất cũng là 33cc, nòng của nó là 38mm, cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em nha. Đấy, có nổ bơm xăng phụ đầy đủ này, chủ giật trợ lực này, giúp giật nổ cái máy nó nhẹ nhàng này anh em. Rồi ME333 nhá, công suất 33cc. Anh em nhìn thấy không? Úi số làm xích của nó này. Cả chúng em dạo này nhá, bán cho anh em toàn những hàng đẹp VIP cho anh em về cho anh em sử dụng. Cả chúng em là chuyên sưu tầm những hàng đẹp nên là anh em đặt hàng của cửa hàng chúng em nên là hoàn toàn yên tâm. Máy móc thì cam kết bao gì nữa. Máy đẹp như thế này thì không có gì để phải thay cả. Đúng không anh em? Ồ, giật nha. Trắng bóc luôn anh em nhá. Đó, với cái con máy mà đẹp như thế này thì anh em cứ cam kết yên tâm là máy móc chuẩn zin đét này đẹp cho anh em luôn. Bởi vì máy đẹp như thế này thì nó không bao giờ nó có tình trạng là phụ tùng của nó đã hỏng đâu ạ. Đó.
Dòng này thì máy móc đẹp nha, vỏ nhựa dàn áo chưa hề có bể vỡ gì cả, nên là anh em đặt hàng hoàn toàn yên tâm. Về cái bộ lam xích của con này thì như mới luôn anh em nha. Tình trạng con này nó chỉ thiếu đúng một thứ thôi, riêng con i3 này chỉ thiếu đúng cái thùng thôi anh em nha, thiếu đúng cái thùng thôi là thành cái máy mới được. Đó. Đẹp 99% luôn. Hôm nay lên toàn hàng siêu phẩm nha anh em. Rồi anh em nào mà thích hệ máy cưa nóng đứng đây, hôm nay lên cho anh em một con Komatsu Zenowatt G3400 nha. 3400 thì công suất của con này là 34cc, nòng của nó con này là 39mm, có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em này. Dòng này á, thì nó được tích hợp tất cả những cái chức năng gì có trên máy cưa trên toàn thế giới này, tích hợp sẵn vào trong con máy này luôn. Yeah, chụp giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ này, e gió tự động này anh em. Nhìn là e này, kéo ra nha, bóp vào tự này vào nha. Đó, hệ thống nhún treo là nhún treo lò xo anh em nha. Nhún treo lò xo này sử dụng êm mái, cực kỳ êm mái và cực kỳ bền luôn. Con này là hệ máy cưa nòng đứng nhỏ gọn cho anh em về sử dụng gia đình. Công suất 34cc nha, nó tích hợp rất là nhỏ gọn và thương hiệu Komatsu này đấy, Made in Japan này anh em nhìn không. Đó, thương hiệu Komatsu này thì nó thiên về cho anh em bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, nên là anh em sử dụng con này là cực kỳ yên tâm. Phần bộ lam xích của nó này anh em, đấy, anh em nhìn cái cây lam, cái đầu của nó này. Hay, nó thiết kế rất là hay nha, thiết kế giống như là con dao ở trên các anh em vùng, ở trên vùng vùng cao, vùng Tây Bắc ấy, thì có lẽ là không còn xa lạ vì cái con dao mèo này đúng không? Đấy, cái này thì nó thiết kế cái đầu lam của nó giống hết con dao mèo luôn anh em sử dụng. Không biết là con này về nó xài sử dụng có ngon hay không? Rất là lạ đúng không anh em? Xích thì em đã thay xích mới vào cho anh em rồi nha, đây là một sợi xích mới nha. Còn lam nguyên zin của nó, lam đầu là đầu như đầu con dao mèo luôn. Đó, mà cái con dao mèo ấy ạ thì nó đã nổi tiếng và sử dụng rất là ngon rồi. Đó, con này cái đầu nó thì có lẽ là chắc con này xài cực kỳ ngon với cái cây lam như thế này. Con này thắng xích, quá xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em nhé, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Đó, con này hệ máy cưa cực kỳ nhỏ gọn và chức năng thì rất là nhiều chức năng tích hợp với trong con này luôn. Bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu nữa, phụ tùng thì rất là nhiều nha. Bởi vì dòng này thì nó là xài cực kỳ ngon nên là anh em ưa chuộng mấy dòng này rất là nhiều, nên là anh em mua bán mà sử dụng con này cực kỳ nhiều nha. Đó, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là 35. Riêng cái phần cây lam này này, anh em đến nữa về hỏng nhá, hay về hỏng cái cây lam này thì anh em quay trở lại về thay về cái cây lam thường thì cũng vừa y luôn nhá, không cần phải lo. Đó, rồi giật két nổ cho anh em nghe qua. Riêng con này chạy cực kỳ êm luôn, kéo này. Đó, nổ ra thì cực kỳ ngon lành, êm ái nha. Đó, đa số là cái hệ thống nhúng treo lò xo ấy, anh em nhìn không? Cái chỉ rung cái phần cục máy này thôi. Đấy, cái phần cục máy này sẽ rung nha, còn cái phần tay cầm này, hai cái phần tay nắm và tay cầm này, hầu như không có biểu hiện rung gì cho anh em. Đó, hầu như không có biểu hiện rung anh em nhá. Đấy, nó chỉ rung ở cái phần cục máy này thôi. Đấy, nó có tác dụng cái hệ thống nhúng treo lò xo là nó là như thế. Nên là cái hệ thống nhúng treo này xài cực kỳ bền nha, anh em không cần phải lo gì luôn. Đấy, anh em xài con này rất là ngon luôn anh em nha. Xài con này thì em cam kết cho anh em không bao giờ tiếc gì luôn. Đó, bên cái nắp này là cái nắp trắng trắng này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích anh em nha. Còn nắp đen này là đổ xăng pha nhớt. Đó, xích thì đã thay xích mới vào cho anh em rồi. Cây lam này là cây lam nguyên zin của nó, lam giống như một con dao mèo. Đó, và con này thì lam này thì đến nữa về hỏng anh em có thay, có thể thay trở lại về lam thường được. Đó, chứ còn cái lam này thì nó chỉ có theo máy thôi chứ nó không có bán ngoài đâu anh em ơi. Đó, rồi qua con i5 là một con máy cưa Shindaiwa 380. Con này thì tích hợp là lam Latin luôn này anh em. Lam là lam đúc, lam Latin luôn anh em nha. Đó, xích là sử dụng xích chung 91, xích chung với sản phẩm của máy cưa điện. Lốc là lốc hợp kim nhôm luôn anh em nha. Lốc hợp kim nhôm luôn anh em thấy chưa? Hợp kim nhôm luôn anh em nha. Con này thì để cho anh em chuyên về sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là về sử dụng khai thác tầm trung anh em nhé. Công suất 38cc, nòng của nó là 40mm, 2.800.000 thôi. Đang bán thanh lý xả cho anh em. Hiện tại những con này thì ở cửa hàng khác đang bán với giá khoảng tầm 3 triệu đổ lên đấy ạ. Không bao giờ có cái giá như thế này đâu ạ. Đó, con này ấy, tại sao mẹ em nói là con này để cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung cũng như là sử dụng gia đình? Bởi vì nó được tích hợp là lốc hợp kim nhôm. Đây, phần mặt tiền lốc khá là đẹp và ngon nha anh em nhé. Nước sơn này hầu như chưa bong chóc gì cả. Đấy, cái lốc hợp kim nhôm này á, thì nó sẽ chịu nhiệt cho anh em được tốt hơn. Một ngày về anh em với nhu cầu làm 8, 9, 10 tiếng liên tục, anh em phải lựa những cái con máy mà lốc như thế này thì sẽ giúp cho anh em cái chịu nhiệt của nó rất là cao. Đấy,
thì anh em lựa những con này thì về cho anh em sử dụng gia đình là hợp lý. Lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt là 35. Con này thì về cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 40 cm đổ lại được. Đó, 2,8 triệu cho con Shindaiwa 380. Hàng này là cái thương hiệu top đầu của Nhật Bản rồi, thương hiệu Shindaiwa là thương hiệu cực kỳ bền luôn anh em nhá. Vòng tua cao nên là anh em sử dụng. Các bác ở dưới ngải miền Tây có lẽ là không còn xa lạ về cái dòng Shindaiwa nữa rồi. Đó. Rồi, cho anh em nghe tiếng nổ của nó này, nổ cực kỳ rét, cực kỳ bon luôn nha. Con này là rất là hợp lý rồi đúng không anh em? Đấy. À, toàn bộ cây máy nha, phần mặt tiền của nó này xài rất là ngon luôn anh em nhá. Lốc là lốc hợp kim nhôm nên là cái chịu nhiệt của nó rất là tốt, anh em về sử dụng một ngày làm 8-9-10 tiếng thì con này thì không phải lăn tan gì cả. Rồi qua con i6 này anh em. i6 là một con máy cửa Echo Kyorip tiếp, hàng này là 3201 anh em nhá. Hàng này có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em này, thắng xích khóa xích còn sử dụng ngon lành nha. Ôi trời nhìn cây lam này. Chứ còn yên luôn anh em nhà, Kyorit Grand. Đó. Xích con này là đã thay xích mới vào cho anh em rồi. Xích này là xích chung 91 nha. Đã thay xích mới vào cho anh em rồi. Máy móc tình trạng đẹp 99%. Bô này, bô này cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Quá ok đúng không anh em? Có núm xăng phụ đầy đủ này cho anh em. Ốp lam, hai ốc chân lam này, Kyorit này. Đó. Đây, tất cả thông số kỹ thuật của nó đây. Sản xuất năm 2006 đây. Đó. Hàng ngày chỉ thiếu đúng cái thùng thôi, công suất 34cc này anh em. Cân nặng đầu máy không là 3,8kg anh em nhé. 3,8kg cả 5 xích và nữa thì nó rơi tổng khoảng 4,5kg. 34cc nòng 38mm cắt cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Lam của nó là... lam con này khá là dài đấy ạ. Lam con này hình như là nó là mặt cắt là được... Đây. 40... làm 45cm, phần mặt cắt là 40 đấy ạ. Đây, hai gang tay cơ mà anh em. Hai gang tay chưa hết thì chắc có khoảng 40 đấy ạ. Cái này em không có cái thước đo ở đây thì em ươm ướm vậy nhá. Đó. Cũng khá là dài cho cây lam này. Rồi ra test nổ cho anh em nghe qua. Trang đẹp VIP xuất sắc luôn nha, Made in Japan này anh em, hàng của Nhật chuẩn 100% nha. Đó, đây. Ui sổ con này thì cực kỳ đẹp, anh em không lấy con này thì hơi phí cuộc đời luôn. Rồi. Con ba cuối cùng trong lô ngày hôm nay là ba cây Estin. Rồi, đầu tiên là con i7 anh em nha, một con máy cưa Estin MS020. Estin MS020 anh em nhá. Con này thì nó là dòng Estin này, Made in Japan này. Hai con này thì cửa hàng chúng em i7 và i8 là con máy, hai con máy cũng là đều là thương hiệu Estin. Đó, hai con này là 0020, con này là MS200. Hai máy hoàn toàn giống nhau, linh kiện có thể ráp qua cho nhau được. Đó, nó chỉ khác mỗi là đời sản xuất thôi. Con này nói chung là sinh trước này, con kia là sinh sau. Con này là hệ đời đầu, con kia là hệ đời về sau này. Đó. Cửa hàng chúng em đang bán băng giá luôn cho anh em. Anh em nào mà thích hệ đời đầu thì có thể lấy cái con i7 này, còn anh em nào thích hệ đời về sau thì lấy con i8 anh em nha.
Đấy là do tùy sự lựa chọn của anh em, còn máy móc thì hoàn toàn giống nhau cả anh em ơi. Đó, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, hai con đều có thắng xích nha. Giá thì bằng nhau cả luôn anh em nhé. Lốc đều là lốc hợp kim nhôm cả. Đấy, lốc hợp kim nhôm chứ không phải là lốc nhựa anh em nhé. Con này thì đều là nòng 40mm công suất 36cc về cho anh em sử dụng gia đình là chủ yếu. Đó, gia đình là chủ yếu cũng như là về sử dụng khai thác tầm trung anh em nha. Khai thác tầm trung gọi như là về khai thác keo, khai thác tràm 36cc thì anh em cảm thấy phù hợp được thì anh em về sử dụng. Về cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 40cm đổ lại anh em nhé. Đấy, đây phần máy móc này, bên trong này, hai con đều là hàng cực kỳ VIP và cực kỳ chất lượng anh em nha. Máy móc cam kết thì nguyên zin nguyên bản 100% nên là anh em hoàn toàn yên tâm, không cần phải lo gì cả. Lọc gió thì chưa hề có biểu hiện rách rưới gì cả, máy móc liền mạch không có bể vỡ gì hết anh em nha. Đây, đây là phần ốp lam của cây máy này, đây cũng là phần ốp lam của cây máy này. Đó, nhìn thấy không? Đó, quay chi tiết này nha anh em nha. Lam của nó con này, lam con này thì lam con Y7 thì dài hơn một tí xíu, lam con 7 Y7 là 40cm, 45cm, phần mặt cắt là còn 40. Sử dụng là xài sức chung 91. Đấy, còn cái con này thì nó là sử dụng là xài cũng là sức chung 91, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là 35 anh em nha. Đấy, phần mặt cắt là 35, vẫn là sử dụng xích chung 91. Con này thì cái này thì em đã thay xích mới vào cho anh em rồi này. Đây là một sợi xích mới nha. Đó, còn cái con này thì nói chung là xích nó cũng đã hơi cùn. Xích nó cũng còn hơi nhỏ nhỏ thôi. Thì anh em lấy cái con riêng con Y8 này thì em sẽ tặng cho anh em thêm một sợi xích mới vào đây nữa. Đó, kèm theo là riêng lấy con Y8 là được hai sợi xích nha. Một là sợi xích cũ này và một là thêm một sợi xích mới nữa. Còn con Y7 thì đã thay xích mới vào cho anh em rồi. Đó, anh em thấy ok chưa? Anh em cảm thấy thì anh em có thể đặt hàng nha. Đó, con này thì Y8 thì lam ngắn hơn con Y7 thì sẽ được hai sợi xích. Còn anh em nào lấy con Y7 thì lam sẽ dài hơn cho anh em. Rồi, ra test nổ cho anh em nghe qua. Đấy, nổ rất là ngon lành luôn anh em nhé, nổ cực kỳ bon luôn. Rồi test con MS200 này. Đó. Rồi, ok anh em nha. Anh em nào mà ưng con Y7 thì có thể lấy con Y7, anh em nào ưng con Y8 thì có thể lấy con Y8. Vâng, và cuối cùng trong lô ngày hôm nay là một con máy cưa Estin MS021. Hàng đẹp xuất sắc luôn anh em nhá. 021C này anh em. Đấy, cái chữ thì bị bay mất rồi. Dòng này là dòng của Đức anh em nhá. Con này thì chuyên cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung này. 3,8 triệu cho con này nha. 3,8 triệu cho con này. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Máy móc đẹp VIP xuất sắc luôn anh em nhá. Nhìn này, nhìn dàn nhựa của nó này anh em, nhìn đâu. Trắng bóc luôn anh em. Úi xuống nhìn bô này. Như mới luôn anh em, không chê điểm gì anh em nha. Đây, ốp lam là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh nha. Con này thì lam là 40cm, phần mặt cắt là 35cm, sử dụng là xài xích chung 91, xích trục chung với sản phẩm của máy cơ điện ạ. Mua bán cực kỳ nhiều, xích thì còn to bản nguyên anh em nha. Xích thì còn to bản nguyên, xích nguyên zin, lam nguyên zin. Máy đẹp VIP cho anh em luôn này. Đó, con này thì xài hết chê rồi anh em nha. Đó, đây. Úi xồ phần này, lọc gió này, chưa hề có biểu hiện rách rưới gì cả. Máy móc cam kết nguyên zin 100% cho anh em luôn. Có cái phần cái phần lọc gió này, cái lọc gió này thì nói chung là hàng này thì em đã lấy của cái con máy cũng là máy rin của máy khác qua, bởi vì cái lọc gió zin của nó thì nó bị bể mất rồi. Đấy, cái lọc gió mà nó cùng tông màu ấy ạ thì nó bị bể mất rồi. Thì em đã lấy một cái lọc gió cái miếng ốp này này của cái máy cũng là máy zin nha. Đây,
cũng ép tin này anh em nhìn không? Đấy, cũng ép tin này. Đó, em bỏ qua này để cho cây máy nó được trọn vẹn. Đó, nó không ảnh hưởng gì đến sử dụng cả nên là anh em hoàn toàn yên tâm nha. Nó chỉ bể thì nó em thay cái vỏ khác vào cho anh em thôi. Cái nắp này khác này để cho anh em về sử dụng có thể trọn vẹn nhất anh em nhá. Cái vỏ này thì không có bể vỡ gì cả. Cũng là hàng zin cả. Thì nó cũng là một thôi, nó không khác gì cả anh em nha. Còn máy chuẩn zin đét đẹp cho anh em luôn. Hàng này quá vip luôn anh em nhá. Rồi ra test nổ cho anh em nghe qua này. Đẹp cho anh em nha. Giá thì vẫn là chỉ là hạt rẻ thôi, 3,8 triệu cho con này. Có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này, ốp lam tăng chỉnh xích nhanh, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em từ A tới Z. Đó. Cái linh kiện nói chung là về cái linh kiện dòng Estin ấy thì mình không thể nào mà mình thay hàng lô vào được, bởi vì cái hàng lô của nó như thế này này. Đó. Nó đều là tất cả linh kiện của nó đều có dập, bên trong nó đều dập thương hiệu Estin này, cũng như là có mã số ký hiệu đàng hoàng. Mà cái dòng lô thì nó không thể nào mà nó dập được như thế, nghĩa là không thể nào mà thay thế hàng lô được vào anh em nhé. À, như con này cũng Estin này, bên trong này đều là dập Estin cả anh em nhé. Em nhìn thấy chưa? Đó. Rồi, anh em ưng một trong 9 con máy cơ xích này thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em, chỉ cần báo cho em là cái mã ký tự nhá, thì em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em, không cần phải cọc cả ký trước cả. Vâng, xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.